lấy an toàn. Xin mời quý vị chúng ta ngồi. Giờ đây ông chủ tịch của đồng hương hướng nhân ở miền Nam sẽ có đôi lời cảm ơn đến quý cha đồng tế cũng như toàn thể quý vị. Chúng con trọng kính cha Francisco Assisi, chánh sứ giáo sứ Cần Hương, cha Giuse phó sứ, cha Giuse cố vấn đồng hương, cha Giuse trưởng ban đặc trách di dân giáo phận Bùi Chu miền Nam, cha Giuse linh hướng đồng hương, quý cha quê hương hai miền Nam Bắc, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ giáo xứ ngưỡng nhân quê hương, quý hội đồng mục vụ giáo xứ tân hương, thưa quý chức quý vị đại diện, thưa quý cộng đoàn. Lời đầu tiên cho phép con được đại diện cho đồng hương ngưỡng nhân miền Nam, kính chúc quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin phép cho con được mượn chút thời gian quý báu này để cảm ơn đến quý cha đồng tế và quý cộng đoàn. Trước tiên, chúng con tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Mân Côi đã thương ban cho đồng hương chúng con muôn ngàn ân huệ cao quý trong suốt quãng đường quê xa quê hương. Trọng kính quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ giáo xứ tân hương, quý hội đồng mục vụ giáo xứ ngưỡng nhân giáo phận Bùi Chu quê hương. Thưa các quý vị khách quý, các quý vị đại diện đồng hương giáo phận Bùi Chu miền Nam, các quý vị đại diện đồng hương các giáo xứ giáo họ thân tình, đồng hương Sa Châu, Quần Cống, Duyên Thọ, Thuận Thành, Định Hải, Hưng Nhượng, Nam Hưng, Chuân Thượng, Phúc Điền, Ninh Cường, Xuân Dương, Quần Liêu, Bơn Ngạn, giáo họ Tân Khẩn, giáo họ Lorenzo, đồng hương tỉnh Nam Định, đồng hương huyện Giao Thủy quê hương. Thưa cộng đoàn dân Chúa cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đồng hương khắp bốn phương cùng về dự ngày đại lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi, bốn mạng đồng hương hôm nay chúng con rất vui mừng chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn. Sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý vị là niềm khích lệ cho đồng hương chúng con và tinh thần tương trợ thắm đượm tình người trong Chúa và Đức Maria Mân Côi. Chúng con chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ tân hương, cha cố vấn đồng hương, cha trưởng ban đặc trách di dân đồng hương giáo phận Bùi Chu miền Nam, cha linh hướng đồng hương, quý cha huyết tộc quê hương hai miền Nam Bắc, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ đã vượt qua bao dặm đường xa với bao công việc bồn bề nhưng vẫn ưu ái dành cho chúng con sự quan tâm đặc biệt, cũng cùng về tổ chức hướng dẫn và dâng thánh lễ trọng thể chiều hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban trật tự, ban giữ xe cùng quý hội đoàn giáo xứ tân hương đã tạo mọi điều kiện và công tác tổ chức mừng đại lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi bổn mạng đồng hương và mở tiệc mừng bừng tại hoa viên giáo xứ tân hương. Ban tổ chức chúng con chân thành cảm ơn quý hội đồng mục vụ,
quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em giáo xứ hướng nhân giáo phận Bùi Chu quê hương. Chúng tôi cảm ơn Ban Thường vụ Đồng Hương giáo phận Bùi Chu miền Nam và các quý vị đại diện Đồng Hương, các giáo xứ, giáo họ thân tình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đồng Hương tỉnh Nam Định, Đồng Hương huyện Giao Thủy quê hương cùng quý vị khách quý. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em xa quê đã về tham dự thánh lễ bổn mạng hôm nay. Chúng tôi tha thiết mời gọi các thành viên từ các miền, các tỉnh cùng về tham dự ngày lễ truyền thống hàng năm, là cơ hội để toàn thể quý ông bà và anh chị em Đồng Hương gặp gỡ nhau trong mối tình quê hương thân thiết của người con xa quê. Có được ngày lễ trang trọng hôm nay phải kể đến sự nhiệt thành của ông bà anh chị em trong ban điều hành Đồng Hương, các anh chị lãnh đạo các đoàn hội, hội kèn, hội ca đoàn, hội trống, hội trắc, hội bảo vệ sự sống lòng Chúa xót thương, hội hiền mẫu, ban khánh tiết, ban ẩm thực, ban truyền thông, ban giới trẻ Đồng Hương, ban tổ chức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và những người đã âm thầm giúp đỡ cách này hay cách khác với lòng quảng đại, đã giúp đỡ tài lực trong dịp đại lễ bổn mạng. Chúng con thiết nghĩ tất cả những lời bày tỏ trên đây sẽ không đủ để diễn tả hết tình thương mến mà quý cha, quý tu sĩ, quý vị đã ưu ái dành cho Đồng Hương hướng nhân miền Nam chúng con. Xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn chân thành và rất mong quý cha, quý vị cảm thông cho những thiếu sót trong việc tổ chức đại lễ này. Chúng con nguyện xin mẹ Maria Mân Côi cầu bầu cùng Chúa trả công bồi hầu thay cho chúng con và ban muôn ơn lành trên quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị cùng toàn thể ông bà anh chị em Đồng Hương. Mọi tâm tư Đồng Hương chúng con gói tròn trong những bó hoa tươi thắm, xin kính dâng lên quý cha, xin quý nhân cha thương nhận. Sau thánh lễ, chúng con kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng các vị khách quý và toàn thể anh chị em Đồng Hương chung vui tiệc mừng thân mật với chúng con tại Hoa Viên Giáo xứ Tân Hương. Cuối cùng, chúng con xin chân thành cảm ơn.